Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel First Day. Dạo này thì ở Đà Lạt trời rất là lạnh. Mình đang mặc tới tận 2 cái áo len mà mình vẫn cảm thấy là nó rất lạnh. Nhưng mà các bạn có cảm thấy như vậy thì không khí Giáng sinh đã thật sự đến gần không? Trời ơi, mình thích Giáng sinh quá đi mất. Không nói nhiều nữa, như các bạn đã nhìn thấy ở dưới tiêu đề thì video ngày hôm nay sẽ có chủ đề là haul, những sản phẩm mới mua. Thì đây là video thứ hai trong cái series haul của mình. Hy vọng là các bạn sẽ thích video và các bạn sẽ tìm được một thứ gì đó thú vị trong này mà các bạn muốn mình review. Hãy comment ở dưới nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Những cái thứ mà mình nói ngày hôm nay thì chủ yếu là đồ makeup, bởi vì trong thời gian vừa rồi thì mình hầu như là không mua thêm những sản phẩm skincare nữa. Mà những sản phẩm skincare mà mình đổi thì mình cũng đã nói hết trong video những sản phẩm yêu thích rồi. Nên hôm nay là chỉ có đồ makeup thôi. Sản phẩm đầu tiên mà mình có ở đây đó là cây son của Espoa. Màu của nó là RD201. Đây là dòng em, tức là dòng lý ạ. Đây là màu của nó. Một cái màu đỏ rất là thuần túy, rất là không có gì đặc biệt, nó chỉ là một cái màu đỏ thôi mà mình thật sự là rất là ít son đỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ swatch ra tay cho các bạn xem nha. Đó, nó đơn thuần chỉ là một màu đỏ như thế này thôi. Và mình thật sự rất là thích, tại vì kiểu như trước giờ thì mình rất là ít khi sử dụng son đỏ, nhưng mà bởi vì Noel sắp đến gần nên đương nhiên là mình cũng phải có một cây son đỏ để đi từ đường chơi cho nó ấm áp tươi tắn rồi cái thứ. Thì cái dòng son này thì nó cũng không khô môi lắm, cái dòng em này thì nó cũng bình thường thôi, nói chung là mà nó còn có cái nắp 500 ở đây nữa, thật nên cảm giác cầm rất là chắc tay, rất là high end. Sản phẩm thứ hai mà mình có ở đây là một hũ son dưỡng của 3CE. Đây là sản phẩm hợp tác giữa 3CE với lại là Ba Papa. Rất là dễ thương đúng không ạ? Trời ơi, mình mua cái hũ này hết 90% là vì cái packaging của nó thôi. Đây là cái bên trong của nó, thì cái chất son dưỡng này là chất son dưỡng dạng thạch. Rồi nó cũng kiểu như là nó sẽ đổi màu theo cái nhiệt độ. Mình thấy là vậy bởi vì sau khi mình sử dụng thì mình cảm thấy là những ngày mình nóng thì màu nó sẽ ra khác. Rồi mà mỗi lần mình kiểu như lạnh thì là lạnh thì màu nó sẽ ra khác. Thì đây, cũng không có gì đặc biệt đâu, mình tự xóa ra tay cho các bạn xem ha. Thì màu nó lên rất là nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì cái loại son dưỡng thì mình cũng đôi khi mình thích, nó cũng nó có màu một tí xíu để lâu lâu ra đường mình chỉ cần mua son dưỡng thôi mà không cần phải sử dụng son thỏi hay là gì hết. Nhưng mà cái này thì khả năng dưỡng của nó lại không được tốt lắm. Kiểu như là không phải là dưỡng siêu tốt, không phải là làm cho môi mình ẩm hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ kiểu như cũng hơi khô dần lại ở trên môi á. Nói chung là chất lượng dưỡng thì mình cũng không thích lắm, nhưng mà thấy cái skin đẹp này rồi nó còn có một tí màu xinh xinh nữa. Thì nếu mà mua bạn nào không quá khô thì có thể tham khảo sản phẩm này. Sản phẩm thứ ba mà mình có ở đây là cũng tiếp tục là một loại son dưỡng. Thì cái cây này là của Astrid, son kiểu như mỡ hươu, không biết các bạn có nghe thấy cái này chưa. Mình thấy nó cũng khá là hot. Cái cây này thì cực kỳ rẻ, nó chỉ tầm giá khoảng 50-60 nghìn thôi. Chất lượng dưỡng của nó thì nó hơn cái cây 3C lúc nãy và nó không có màu, nhưng mà nó thật sự gọi là cũng có cấp ẩm cho môi, rồi sau môi cũng cảm thấy mềm mượt hơn sau khi sử dụng. Nên mình nghĩ là với một cái giá mức giá rẻ như vậy, chỉ tầm 50-60 nghìn, thì thật sự các bạn nên tham khảo cái sản phẩm này. Mình thấy nó cũng khá là hot á, cũng có nhiều shop bán nữa nên thấy nó cũng khá là dễ mua. Và đặc biệt là mình nghĩ là nó thích hợp với các bạn môi khá là khô, và khi mà đánh lên thì nó cũng kiểu như để một cái lớp không phải là bóng lòng bóng lộn ở trên môi, mà nó cũng hơi mát, hơi lì lì. Mình cảm thấy thật ra cây này rất là được. Đang nói về son thì mình sẽ nói luôn về một mớ son mà mình mới mua đi ha. Cây son tiếp theo mà mình có là cây Vivid Tint. Đây là dạng Water Tint của Peri Pera. Đó, mình muốn cái cây này thì hết 90% là vì cái packaging của nó.
bạn có thấy là cực kỳ đáng yêu không? Cái sản phẩm của Peri Pera thì bao giờ nó cũng dễ thương như vậy. Và màu mình có ở đây là màu số 3. Mình nghĩ là tại vì trên này nó ghi là có số 3 và một mớ chữ Hàn Quốc. Mình thì không biết cái móng gì mà Hàn Quốc cả. Mình sẽ swatch màu cho các bạn xem. Cái màu này thì nó cũng hơi kem kem đỏ đỏ. Chung là gì? Màu của nó kem kem đỏ đỏ kiểu và nó cực kỳ lỏng vì đây là kiểu qua thực sinh nên nó giống như là một đống nước, một chai nước ở trong này. Và vị của nó thì khá là ngọt. Có một lần là mình đánh xong rồi mình bị đánh lối vô miệng rồi xong mình cảm thấy là trời, nó ngọt kinh khủng, nó ngọt cái kiểu kinh khủng chứ không phải là ngọt kiểu dễ chịu gì đâu. Nhưng mà mùi của nó thì thơm rồi, cái dạng thơm của nó thì cũng lỏng lỏng như thế này, kỳ lỏng luôn mà nó đang tiếp tục chảy xuống. Cũng thú vị đúng không ạ? Chẳng nghe lừa gì đánh xong thì sẽ rất là tiện hơn rất là nhiều so với chuyện đánh xong khỏi. Với lại là cái packaging của nó cũng xinh dễ thương nữa, mà giá lại còn kiểu phải chăng. Mình nhớ cái này mình mua chỉ hơn 100.000 một tí thôi nên các bạn nên tham khảo nha. Cái son tiếp theo mà mình đã mua trong thời gian gần đây đó chính là bưng bưng cái son kem lì Lip Hover của Aritum. Cái này thì cực kỳ hot trong thời gian vừa qua, mình thấy là như vậy. Hình như bây giờ thì nó cũng bớt hot rồi. Cái mùi của nó, mùi đào cực kỳ thơm. Cái thứ mà mình thích nhất ở cái cây này thì chắc là cái mùi đào của nó. Thì trên swatch của hãng thì đây là màu hồng đất, màu hồng nâu. Nhưng mà khi mà mình sử dụng thì nó có vẻ nghiêng về cái ánh đỏ nhiều hơn. Các bạn có thấy không ạ? Màu của nó cũng kiểu hơi đỏ đỏ chứ nó cũng không có ra được cái màu hồng đất như trên swatch của hãng. Nên mình cảm thấy là mấy cái swatch màu mà môi mà của Hàn Quốc ấy, mà của hãng swatch ấy, thì lúc nào nó cũng rất là thiếu chân thật. Nhưng mà màu này cũng đẹp nên nói chung là cũng không sao cả. Cái son của nó thì đúng là khá là khô, thì đương nhiên vì nó là son kem lì mà nên, nhưng mà nó bám màu tốt. Nên nói chung là nếu mà các bạn muốn một cây son nào mà như bán màu tốt thì đương nhiên là các bạn phải chịu cái sự khô khốc của nó. Nhưng mà thực ra cũng không khô lắm đâu, đặc biệt là nếu các bạn có lót một lớp son dưỡng ở dưới thì mình thấy là mấy bạn môi không gọi là quá khô thì vẫn đánh được ha. Và cái mùi của nó thì cũng cực kỳ thơm. Sản phẩm tiếp theo mình có ở đây thì lại tiếp tục là một cây son nữa. Và cây son này là Frizzy Liquid Lip Color. Thì cái cây này là một cái cây son kim lì của Frizzy. Cái này thì nó cũng mới ra và nó cực kỳ hot luôn. Lúc mà nó mới ra và mình đặt luôn ở trên web hãng thì mình nhớ giá là tầm 400, 450 đến 485 thì phải. Nói chung là khá là mắc. Nhưng mà bây giờ thì cái stock ở Việt Nam nhập về khá nhiều nên mình nghĩ là nó cũng có chút thấu thế này thế nọ sau đó. Mà giá của nó bây giờ chỉ có khoảng tầm 300.000 thôi. Và chất lượng của cây son này thì cũng rất là tốt, cái packaging thì xinh đẹp. Ở trong này thì nó có nó không ghi ở trên này nó có bao nhiêu ml cả, nhưng mà nhìn cái chiếc thì cũng khá là nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng đâu bao giờ xài hết nguyên tím son như vậy được đúng không ạ? Và màu mình có ở đây là màu lazy, màu hồng tím tím. Nói chung là màu đẹp lắm, mình sẽ swatch cho các bạn xem. Đầu vặn như thế này, xong lúc mình muốn đánh thì mình chỉ cần bóp con ra, sau đó mình đánh lên thôi. Cái đầu của nó thì cũng khá là nhỏ hơn cái cây Rosy Team Sleep của Etude House nên mình cảm thấy là cây này thì dễ đánh hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn bóp lối thì nó là dễ bị messy rồi. Nhưng mà mình đã bóp lối. Đây là cái màu của nó. Các bạn có thấy rõ không ha? Nó là một cái màu hồng có một tí ánh tím, và cái màu này thì cực kỳ cá tính luôn. Rất là thích hợp cho bạn nào mà kiểu tự nhiên hôm đó muốn make up kiểu hơi lạ một tí, hơi cá tính một tí, kiểu hơi ngầu một tí nữa, thì cái màu này rất là thích hợp. Đây, nó là một cái màu hồng ánh tím cực kỳ dễ thương. Trời ơi, mình cực kỳ thích. Nhưng mà cái màu
màu này thì nó khô, mình coi swatch ở trên mạng thì mình thấy người ta nói là cái màu này thì nó khô hơn hẳn so với chút son của các màu còn lại. Nên đương nhiên là đối với các bạn mà kiểu mua quá khô thì loại son kem lì này hoàn toàn không phải là một lựa chọn thích hợp với này. Một mớ son nữa mình có ở đây là của Colourpop dòng lipsticks. Ở đây thì mình có các màu là Lady French Spring, Taurus, Lumiere và Future. Thì cái dòng son này thì các bạn cũng biết là nó đã hot lên chắc cũng phải tầm 1 năm về trước rồi. Nhưng mà không biết nữa, tự nhiên mình thích xong rồi mình lại tìm xong mình lại mua. Thì mình mua ở đây là 6 cây như thế này. Màu, các cái tông màu mình lựa ở trong này thì hầu như đều là các cái tông màu kiểu hơi trầm rồi hơi kinh dị rồi, nói chung là màu nó cũng hơi lạ rồi. Bây giờ mình sẽ swatch nhanh cho các bạn xem nha. Mình nghĩ sau khi quay xong cái video này thì cái tay của mình nó sẽ trở thành mới thì nha. Màu đầu tiên mình có ở đây là màu Lumiere. Màu này thì là một màu nói chung là ánh tím. Đây là màu Lumiere, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nói chung là mình thích những cái tông màu như thế này, và mình nghĩ là những cái tông màu như thế này sử dụng ở mùa lạnh thì cũng rất là thích hợp. Màu thứ hai mình sẽ swatch, nó có tên là Grunge. Thì cái màu này mình cũng chẳng nhớ nó là như thế nào nữa, hình như là một cái màu nghiêng nâu. Đó là một cái màu nâu rất là thuần túy, rất là xinh đẹp. Mình nghĩ là cái màu này thì mình cũng sẽ không có cơ hội dùng nó nhiều quá đâu, tại bình thường mình cũng có đi chơi đâu đâu, toàn đi học mà đi lên trường đại học mà quấn mấy cái màu này thì thế nào cũng bị nhìn. By the way, mình học khoa sư phạm, có nghĩa là mình có thể sẽ trở thành giáo viên tương lai. Các bạn nhìn mình, các bạn có thấy giống như một giáo viên không? Nhìn nó có vẻ hơi sai sai. Nói chung là chẳng ai nhìn mình mà nói là mình có thể trở thành một giáo viên tốt ấy. Màu thứ ba mình có ở đây là màu Lady. Đây, màu Lady. Nó cũng là màu có thiên hướng nghiêng nâu nhưng hình như nó đậm đậm hơn cái màu French vừa rồi. Các bạn có thể thấy được sự khác biệt không hả? Còn hình như màu này thì nó có sắc đỏ nhiều hơn so với cái màu này. Hy vọng là vậy. Hy vọng là lúc đánh lên môi nó đừng có màu nào cũng như màu nào thì mình sẽ khóc lắm. Rồi, cây thứ tư mà mình có ở đây thì nó là màu Taurus, màu kim cương. Taurus là kim cương đúng không? Đúng rồi. Màu này thì nó thậm chí là còn phần tí nâu hơn so với hai màu lúc nãy. Màu này là giống như nâu luôn vậy đó, giống như là màu đất luôn á. Màu này cũng rất là cáp tính. Mình ngây quá à, tự nhiên nó lên môi xong màu nào cũng giống màu nào. Rồi, cái thứ năm mình có ở đây là màu Creature. Màu Creature này thì trời, sao nó vẫn là một màu nâu vậy? Đi mất. Không, nó không phải là màu nâu, nó là một cái màu kiểu nó cũng nghiêng nghiêng cả ánh tím rồi trong nó. Nói chung là nhìn cũng rất là cá tính ha. Mình thích màu này quá đi mất. Rồi, màu cuối cùng. Màu cuối cùng là màu Pink. Màu này thì dễ dùng nè. Mình màu này rất là bình thường thôi. Đây là cái màu không đất. Đây, màu Pink này thì bây giờ hình như mình càng swatch nó càng khó nhìn như vậy. Đây, màu Pink này thì giống như là một cái màu kem hồng đất. Nói chung là nó khá là lạ. Và các chất son của mình mua trong đợt này thì đều là chất son matte hết. Nói chung là mình cũng thích son lì hơn son bóng. Tại vì mình thấy đánh son bóng thì nhiều khi nó hơi dừng dừng đúng không? Nên son bóng lâu lâu mình chỉ có một cái tuyết nhỏ cho mình chấm chấm ở cái giữa môi này nhìn cho môi nó căng hơn một tí xíu. Thì đường của mình cũng không thường hay bóng như môi cho lắm. Đó, đây là
là màu của 6 cái color pop mình mới mua. Hy vọng lúc lên môi thì sẽ có sự khác biệt giữa ba màu này. Hy vọng thì đương nhiên chỉ là hy vọng thôi. Cái son cuối cùng mà mình có trong cái haul lần này đó chính là Tintin. Đây là Rouge Edition Velvet. Cái cây này màu số 4, màu Peach Club. Thì cái cây này thì nó quá sức là nổi tiếng rồi, nên đương nhiên là không quá xa lạ gì với các bạn nữa hơn. Màu của nó là màu kem đào rất là dễ thương. Thì cái cây này là cây son duy nhất mà mình từng dùng hết, và đây là cây thứ hai mình mua lại. Thì đây là cây duy nhất mà mình đã từng dùng hết. Ra không, còn một cây nữa, đó là Rosy Tintlet của Etude House màu số 2, màu cam rất là dễ thương, và mình cũng đã mua lại một cây rồi. Đây, thì đây là cái màu của nó, một màu cam đào cực kỳ đáng yêu. Trời ơi, cực kỳ dễ thương. Đẹp quá. Mình cực kỳ thích cây này, tại vì lúc mà đánh lên thì kiểu nhìn mặt tươi tắn, trẻ trung, tự nhiên, vui vẻ. Nói chung là nhìn nó sẽ không bị dừng như là mấy cái cây này. Mà nó kiểu như cực kỳ tươi trẻ luôn. Bây giờ là ngưng chuyên mục son, và bây giờ chúng ta sẽ tới đến những sản phẩm khác. Thì mình có ở đây là một cây NARS Radiant Creamy Concealer. Cây này hình như là mini size thôi, là nó tách xét từ cái set Sephora Trending. Mình thấy có một, mình thích cái set đó lắm, nhưng mà bởi vì nó cũng hơi đắt ấy, nên mình chờ người ta tách xét ra xong rồi mình mua ngay cây này. Tại vì cái cây này mua full size thì nó cũng khá là đắt. Màu mà mình có là màu Curse Dark. Màu này thì nó cũng khá là hợp với những cái da kiểu như da châu Á ạ. Nó không có bị tối quá và nó cũng không có bị sáng quá. Và cái khả năng che phủ của nó thì tuyệt vời, mình phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nó rất là mỏng và nó cũng rất là tự nhiên. Nói chung là nó không, lúc mà mình đánh lên á, kể cả mấy cái chỗ mình bị mụn á, thì nó cũng không có bị cái kia, nó cũng không có bị vó lại. Rồi nó cũng không có đi vào những cái vết nhăn mà mình có ở dưới mắt hay là các cái này thế nào. Nên mình cảm thấy cây này là một cái concealer cực kỳ tốt, và nó cũng kiểu như quá nổi tiếng rồi, bao nhiêu người khen rồi. Nên khi mà mình dùng hết cây này thì chắc chắn mình sẽ mua lại full size, tại vì nó tốt quá đi mất. Đây là cây concealer tốt nhất mà mình từng dùng từ trước đến nay. Và thật tình là sao mình lại đợi đến bây giờ mới thử nó vậy. Tiếp đến là mình có một sản phẩm đây, Bone Trick Tan Trick của Appeal. Thì cái này là một cái dạng má hồng mà dạng cushion vậy nè. Nó có một cái lõi, xong mình chỉ cần bóp ra, xong bắt đầu mình chấm lên. Thì cái màu của mình mua là màu BR01, thì nó có ánh nâu nhiều hơn. Thì cái màu này bình thường có thể sử dụng để làm tạo khối cũng được, hoặc là lâu lâu muốn kiểu make up kiểu hơi hoang dã một tí thì lúc mà dùng cái màu má kiểu như màu hơi nâu thì mình nó cũng đẹp. Nhưng mà mình thật sự không thích cái dạng má mà dạng fusion mà bóp ra như vậy, bởi vì nó khá là mất vệ sinh. Nhưng mà thật ra cái này cũng có thể bóp ra để vệ sinh được. Mà bóp mà bị lố thì nó rất là dễ chai như thế này, thì nó rất là gớm. Nhưng mà cái tuyết này thì cực kỳ rẻ, mình mua được xem nó chỉ tầm 80.000 thôi. Và nó có rất là nhiều màu khác cũng đáng yêu nữa, nên các bạn hãy tham khảo nha. Cuối cùng cũng đến thứ cuối cùng. Ok, đây là Tintin Espa Pro Taylor Essence Fusion SPF 50 BA++ bản Bloody. Hình như cái bản này là nó ra cái hồi Halloween thì phải đó. Nhìn nó rất là đỏ lè. Nhưng mà nó cực kỳ đẹp luôn. Và mình sẽ mở trong ra cho các bạn xem. Thì đây, đây là cái mẫu của nó, cực kỳ đẹp. Mình mua cái này và mình cũng đã sử dụng được nó tầm 3 đến 5 lần rồi. Thì cái này mình sẽ làm một video review chi tiết luôn. Và trước mắt thì mình sẽ nói với các bạn là mình cực kỳ thích loại cushion này. Và tại sao mình thích thì các bạn hãy chờ đến video review ha. Thì mới đầu thì mình hoàn toàn không có cái gọi là hứng thú gì với việc thử cushion của Escla. Nhưng mà vì trong một lần thì mình thấy có một bạn đã comment và bảo mình review cushion của Espa đi. Và lúc đó thì nó cũng
vừa mới ra cái bản này luôn, thế là mình cũng mua luôn rồi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa làm video review được. Xin lỗi bạn nhiều nha. Trước mắt thì các bạn có đề nghị mình làm review của Esva nè, của Hera nè, của Afro Skin và bản mới, cái bản mà hộp đen đen chữ vàng vàng, thì mình sẽ lần lượt làm hết tất cả. Và có vẻ là video tuần sau thì sẽ là review Esva trước ha. Đó, sau khi ấy xong thì cái tay của mình kiểu nhìn nó thật là kinh dị. Video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thích video thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nhé. Bye bye.